Xin chào anh em, hôm nay giới thiệu đến cho anh em một mẫu sneaker bằng da thật. Mà cái mẫu này á, thì có rất nhiều hàng giả, hàng nhái trên thị trường. Thì hôm nay em xin giới thiệu để cho anh em mẫu sneaker mang mã số là CS072. Thì cái mẫu sneaker này được thiết kế bằng da thật 100% anh em nhé. Anh em nhìn này, đây là chất liệu da thật có lỗ chân lông này này. Đó, và chất liệu da này là da hơi hơi thô một chút. Nó không phải da nhẵn mà da thô, nó đem lại một cái cảm giác rất là nam tính, nó xù xì gai góc rất là đẹp. Đế này cũng cùng màu màu da luôn, đế là cao su non và được in 3D rất là đẹp. Em xin quay các góc cho anh em xem nhé. Đó. Đây là một mẫu giày mà trên thị trường rất nhiều bên bán chỉ 350, 400 hoặc là 500, thì em cũng xin khẳng định luôn đấy là chất liệu giả da anh em nhé. Còn nếu mà da thật thì ít nhất phải tầm 650 đến 700 thì mới có chất lượng da thật. Anh thấy không? Hoàn thiện rất là xịn. Và đôi này có một cái màu là màu be rất là dễ đi. Màu be này một màu rất là hay. Chất liệu da này thì anh em bảo quản bằng cách đánh bằng khăn ẩm anh em nhé. Khăn ẩm chứ không đánh xi anh em ạ. Hiện tại thì sản phẩm bên em đang có chính sách bảo hành 24 tháng và free ship toàn quốc. Anh em đặt hàng thì có thể được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Rất là uy tín và rất yên tâm khi mua hàng online. À, hoàn thiện đôi giày, một đôi giày mấy trăm ngàn nhưng mà hoàn thiện rất là ngon. Cái chất liệu này nó lại không phải da lộn anh em ạ. Nó là một chất liệu da rất là hay. Chất liệu da này được xử lý gọi là xử lý thô. Nó là da bò nhưng không phải da lộn nhé. Da lộn chất nó sẽ xù hơn và nó rất là khó vệ sinh, nhưng mà đây nó không phải da lộn. Cảm ơn anh em đã xem video.